Xin chào đón quý vị quay trở lại với Let's Style, nào cùng phong cách. Với mỗi một chuyên gia đến với Let's Style sẽ mang đến những bí quyết, những cách thức làm đẹp và chăm sóc da, giúp cho quý vị khán giả hoàn thiện hơn vẻ đẹp của mình. Xin được trân trọng giới thiệu biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Và trân trọng giới thiệu quý vị một chuyên gia trong lĩnh vực về làm đẹp và thẩm mỹ, chị Hoàng Dung. Và với số đầu tiên của mùa mới này thì không biết là hai anh chị quan tâm đến phong cách hay là bí kíp làm đẹp gì ạ? Chắc chắn chúng tôi sẽ giống nhau, luôn luôn đi tìm suối nguồn tươi trẻ. Và tôi đoán chắc là cô gái này đã có bí kíp trong tay, vì tôi vừa gặp tôi bảo là càng không gặp càng trẻ. Em thì lúc nào cũng nói là không sợ gì, chỉ sợ già thôi anh ạ. Và chắc chắn chúng tôi đều quan tâm đến một câu chuyện, đấy là làm cách nào để chúng ta luôn tươi trẻ. Và tôi cũng cảm thấy là một người phụ nữ trước mặt tôi rất là xinh đẹp, duyên dáng và trẻ trung. Chắc hẳn là quý vị khán giả cũng rất là thắc mắc là không biết là chị có những cái phương pháp làm đẹp gì có thể chia sẻ được không ạ? Điều không thể thiếu đó chính là phải có một cuộc sống lành mạnh, duy trì một nếp sinh hoạt kỷ luật kết hợp giữa việc tập luyện, ăn uống khoa học. Thế là chị Dung đang ở đỉnh cao của đời người phụ nữ đúng không ạ? An nhàn. Chứ còn phương pháp fast food cho chúng tôi thì có vẻ hơi khó. Tuy nhiên dựa vào đấy chúng tôi có thể nhận ra là chúng ta phải có một cái chế độ, thì điều đấy bỏ qua mất rồi, không thể có đúng không? Ví dụ mình sáng tối làm cả ngày rất là thất thường, ăn uống cũng vậy, thì thôi đành phải dùng các phương pháp nhân tạo ạ. Chúng tôi bắt đầu phải làm quen với các công nghệ cao kiểu HIFU hoặc là những công nghệ về laser để cho da căng này, hoặc là những cái tiêm filler, hoặc là tiêm Botox, hoặc là đơn giản chỉ là tiêm những cái dưỡng chất vào cơ thể, cũng là những cái phương pháp để gọi là fast food cho chúng tôi. Những người mà vừa lười mà vừa không có kỷ luật mà muốn đẹp nhanh. Gần đây thì Hoàng Dung đang rất là yêu thích sử dụng một liệu pháp thanh xuân. Ở trong combo đó thì là sẽ có ba phương pháp kết hợp với nhau. Một là aqua detox, hai là laser và ba là cryofusion. Trước hết thì là cái aqua detox thì nó là một cái phương pháp mà làm thanh tẩy làn da bằng nước tinh khiết. Thì cái phương pháp này nó lấy đi hết tất cả những cái bụi bẩn này, mụn đầu trắng, mụn đầu đen và những cái bã nhờn dư thừa ở trong da. Nó tạo cho làn da của mình thông thoáng, sạch sẽ, để da mình sẵn sàng có thể đón nhận được những cái tinh chất trong các cái bước tiếp theo. Và một cái rất là hay ở trong cái phương pháp Aqua Detox đó là hút da nhưng mà ngay lập tức là đẩy tinh chất vào luôn. Nó làm cho da mình nó không có khoảng trống sau trị liệu. Giống tưởng tượng như này này, bạn vẽ một bức tranh, muốn cái màu nó ăn trên tranh bạn phải có cái nền thật là tốt. Đúng rồi. Thông thường bạn đi ra ngoài các cái nơi khác thì mọi người cũng bắt đầu sử dụng nhiều đến cái gọi là thủy lực để hút da cha vào, thì nó cũng không có gì quá mới. Nhưng mà cái ngày hôm nay được là nghe đấy là ngay sau đó đẩy ngay tinh chất vào. Bước đầu thì đã như thế rồi, không biết là bước thứ hai thì da nó sẽ biến thành như nào ạ? Laser nếu mà được điều trị ở một cái bước sóng hợp lý và một cái thời gian hợp lý thì nó là một cái liệu pháp dưỡng da rất là hiệu quả. Phụ nữ Hàn Quốc người ta điều trị laser như là một cái liệu pháp dưỡng da ạ, chứ không phải là một cái liệu pháp trị liệu giống như mình đi trị nám hay là mình đi điều trị sẹo rỗ. Liệu pháp làm đẹp da bằng laser nó có thể tạo cho mình một cái làn da đều màu, thu nhỏ lỗ chân lông và cũng làm cho da của mình nó sáng lên. Tiếp theo là cái cryofusion, liệu pháp mà dùng ion để mình đẩy tinh chất. Tinh chất cũng là tinh chất chọn lọc từ những mỹ phẩm hàng đầu của Hàn Quốc và top đầu của thế giới. Phương pháp này nó là một cái combo, là kết hợp của ba cái phương pháp đưa những cái tinh chất vào da với những cái phương pháp hiện đại nhất, và làn da có thể thẩm thấu được những cái tinh chất đó. Đơn cử là thay bằng bạn phải chăm sóc da mặt nửa năm bằng 7 bước thông thường chúng mình. Khang có chăm sóc bao giờ không? Bản thân Mạnh Khang thì có cái bước rất là cơ bản thôi, đấy là tẩy trang này, rửa mặt này, và dùng toner này và dùng serum. Bây giờ các bạn chuyên nghiệp trong việc gọi là skin care, thì sẽ là 7 bước. Làm sạch sâu này, xong rồi cũng bắt đầu vỗ toner này. Sau đó là bọn tôi sẽ đến mặt nạ giấy. Cho mặt nạ giấy bạn thích bóc ra, bạn cho thêm mặt nạ bột nữa. Rồi bắt đầu ngồi vỗ các loại tinh chất. Tinh chất nó cũng sẽ chia làm 3-4 loại, từ lỏng sau đến đậm. Xong cuối cùng sau tinh chất xong bạn bắt đầu dùng cái khóa ẩm ạ. Vâng. Tôi nghe anh thì tôi đã thấy muốn buồn ngủ rồi. Dạ. Đến và anh có tin không là tưởng chừng là mất thời gian mà tất cả chỉ mất trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi ngủ đó. Có rất là nhiều người hỏi tại sao nó là combo.
Cố Khang đoán được là vì sao là combo? Tôi thấy nó kết hợp rất là nhiều bước và rất là nhiều liệu trình, từ làm sạch và đưa dưỡng chất, sau đó thì lại là làm sáng, làm đều màu, sau đấy lại còn đưa thêm ion. Và tôi có một câu hỏi, khi mà có quá nhiều liệu trình cùng một lúc như thế thì nó có gây ra một cái vấn đề gì không? Tại vì rất là nhiều người thì thường nói là hãy làm từng liệu trình một và để cách thời gian ra, đúng không ạ? Để cho da mình nó có cái thời gian thích nghi. Thì không biết là với cái liệu trình của chị có điều gì khác biệt và nó làm sao mà có thể kết hợp cùng chung với nhau như thế ạ? Combo này là đã được sự thiết kế của các bác sĩ chuyên khoa da liễu và nó rất là thích hợp với những cái người có làn da từ trung bình đến làn da khỏe. Những người da yếu thì đương nhiên sẽ không thích hợp và sẽ phải tách ra để điều trị. Có nghĩa là sẽ làm khoảng 2/3 của combo trong một ngày và 1/3 còn lại sẽ làm cho ngày hôm sau. Còn lại những người từ da thường đến da khỏe là có thể làm đủ 3 cái liệu trình này trong liền một buổi trị liệu. Những người da mà gặp vấn đề lão hóa nhưng mà cái nền da của người ta là nền da từ trung bình đến khỏe chứ không phải là nền da gặp những cái vấn đề là bị da yếu, ví dụ những người dùng kem trộn chẳng hạn, những người đấy là da yếu thì những người đấy không thích hợp để dùng cái combo này. Đơn cử là tại sao tôi lại nghĩ là nó hiệu quả, bởi vì dung từ xưa đến giờ vốn theo khoa học, tất cả những thứ đấy đều được các chuyên gia họ tính toán. Ví dụ họ thử cái tinh chất đấy, họ xem bao nhiêu lâu nó sẽ thẩm thấu vào da, bao nhiêu lâu nó mở hết lỗ chân lông ra để đón nhận một cái mới, chứ không phải như mình là thí nghiệm trên mặt mà không có những cái phương pháp để đo, để tính, để xem được độ thẩm thấu. Bởi vì bạn biết là làn da châu Á thì Hàn Quốc cực kỳ phù hợp với làn da của Việt Nam nữa, đúng không ạ? Chẳng qua là khí hậu của họ lạnh hơn mình nhiều, đúng không? Và mình về một nước nóng thì chắc chắn họ sẽ cộng du di những cái thứ để từ ví dụ tiết bã nhờn vân vân cho mình thôi. Giống như tất cả các cái sản phẩm bạn dùng nó đều có cái thời gian, thì họ tính cái thời gian rất là kỹ. Ví dụ một cái mặt nạ giấy tại sao nó chỉ nằm trên mặt được 10 đến 15 phút mà thôi, thì các nhà khoa học, những người bác sĩ hàng đầu về da liễu họ tính combo thì rất ít khi sai. Nhưng mà tôi thì lại nghĩ thêm một điều nữa, thì thôi chắc nửa sau chương trình tôi chia sẻ. Còn bây giờ tôi rất là tò mò phương pháp đấy như thế nào. Và để cho quý vị khán giả có thể hình dung được cái phương pháp của mình kết hợp giữa 3 liệu trình cùng trong một combo như thế nào, thì ngay sau đây mời quý vị theo chân một bạn khán giả của chúng tôi để có thể trải nghiệm phương pháp này như thế nào nhé. Dạ em chào chị, em là Trang, chuyên viên tư vấn. Hôm nay chị qua đây vì là đợt này chị thấy là da của chị đang gặp phải một số những cái vấn đề. Da rất là khô luôn và cái bề mặt da nó bị xỉn và tối màu ấy. Khi nhìn vào mắt thường em thấy tình trạng da của chị đang gặp phải là cái vấn đề lỗ chân lông nó hơi bị to, da đổ dầu nhiều. Ngoài ra đã xuất hiện những cái vấn đề về lão hóa da, như cái vùng mắt của chị đang gặp cái vấn đề là bị nhăn, vùng trán cũng đã xuất hiện những cái nếp nhăn li ti ấy chị ạ. Nói chung là chị làm về bên sale ấy, nên là cũng phải đi ra ngoài khá là nhiều, và ngoài ra thì cũng cần phải kiểu như là về hình ảnh nữa. Đấy, thế nên là làn da như này cũng rất là khá là lo lắng. Giờ máy soi da thì sẽ soi da cho chị được chính xác hơn những vấn đề chị gặp phải nhé. Qua kết quả soi da thì em thấy tuổi của chị đang bị lão hóa nhiều hơn, tuổi da của chị lão hóa nhiều hơn so với tuổi thật là 5 tuổi. Nếu mà không chăm sóc da đúng cách ý, thì tình trạng lão hóa lại sẽ xảy ra nhiều hơn. Chị cũng đang rất là muốn trải nghiệm thử cái dịch vụ ở bên mình ấy, và hy vọng là sẽ đạt được cái kết quả như là em đã chia sẻ. Bây giờ em mời chị vào trải nghiệm dịch vụ ngay chị nhé. Liệu trình combo thanh xuân gồm 3 bước. Đầu tiên, người trải nghiệm sẽ được hút sạch mụn cám và mụn đầu đen, đồng thời đẩy tinh chất vào sâu bên trong da, khiến cho da không bị khô mà sẽ căng mịn. Tiếp đến là bước chiếu laser. Laser khi đi trên da sẽ làm hóa hơi hết những bụi bẩn, cặn trang điểm và làm thu nhỏ lỗ chân lông, khiến bề mặt da láng và mịn hơn, màu trên da mặt đồng đều và loại bỏ nám trên da. Cuối cùng, chuyên viên sẽ sử dụng máy điện di với nhiệt lạnh giúp đưa tinh chất trắng da vào sâu trong da, làm cho da trông đều màu hơn và cấp một độ ẩm nhất định cho làn da. Kết thúc liệu
liệu trình combo thanh xuân, mình cảm thấy là da của mình đã có sự cải thiện rất là rõ rệt. Tất cả những cái vấn đề mà mình đang lo lắng như là lỗ chân lông, sắc diện da cũng như là độ ẩm, mình thấy là đều đã có được những cái sự thay đổi và nó làm cho mình cảm thấy rất là tự tin. Khi mà vừa theo dõi xong phóng sự vừa rồi thì không biết là anh Hiểu Anh có suy nghĩ thế nào về combo ạ? Chúng ta vừa trải qua một cái mùa dịch thì sau thời gian đấy cái cách kích cầu duy nhất là tạo ra những combo để cho khách hàng thấy thú vị. Họ bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng mà họ thu lại được rất nhiều. Trong cái mùa Covid vừa rồi thì tôi biết là ngành làm đẹp là bị chịu ảnh hưởng lớn nhất vì các thẩm mỹ viện phải đóng cửa rất là lâu và mất rất là nhiều thời gian. Và không biết là chị có những phương pháp cũng như là cái cách xử lý như thế nào trong cái mùa dịch vừa rồi? Nếu mà nói bị ảnh hưởng thì em có thể nói là ảnh hưởng từ dịp Tết không? Từ trước khi mà có lệnh cách ly đã bị ảnh hưởng rồi. Sau đó thì một loạt các cơ sở đóng cửa. Sau dịch đó thì em cũng có một chương trình là tri ân cho các y bác sĩ là giảm đến 90% chương trình. Thực ra em cũng định là tặng. Tặng thì sẽ có nhiều người, người ta ngại, người ta không lấy. Và người ta còn đặt câu hỏi là nếu mà tặng thì chất lượng sẽ như thế nào? Và được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Và sau đó thì em đã có một cái chương trình là giảm sâu tất cả các dịch vụ cho tất cả các khách hàng. Thay bằng người ta sẽ nghĩ là ô tôi cần phải thu ngay lại những thứ gì tôi mất đúng không ạ? Thì chúng tôi cho đi thêm thì tôi được nhận lại nhiều hơn. Đấy là một cách giống như mình cảm thấy ai cũng sẽ được chia sẻ. Chia sẻ trong cái thời điểm này thì thực sự rất là cần thiết. Phải quay lại cái thanh xuân này thì rõ ràng đây là chữ thanh xuân đúng không? Nó vừa ấm áp trong cái việc hành động của mình chia sẻ với mọi người. Nó vừa có cái hiệu quả để cho làn da căng mướt và nó thực sự là nó cắt cái khoảng thời gian chúng tôi phải tự hì hục làm ở nhà. Và tôi rất là tò mò, mọi người đang rộ lên một cái trào lưu thôi là trẻ hóa theo phương pháp tế bào gốc. Thực ra thì tế bào gốc em đã nghiên cứu từ rất lâu rồi. Tôi nghe cũng 10 năm nay rồi. Em chính là người mà đã thực hiện rất là nhiều chuyến đi sang Nhật để làm việc với các viện tế bào gốc ở Nhật. Và em cũng đã có một cái dự án là hợp tác với các bệnh viện ở bên đó. Nhưng mà đợt vừa rồi thì có xảy ra cái đợt Covid cho nên là em cũng đã delay lại tất cả các cái kế hoạch của mình. Thực ra tế bào gốc thì còn rất là mới mẻ ở Việt Nam. Nhưng mà ở một cường quốc về y học như Nhật Bản chẳng hạn thì nó là một phương pháp đã được rất là nhiều người biết đến. Và cũng có rất là nhiều người gọi là VIP ở Việt Nam hoặc là những cái nước tiên tiến trên thế giới cũng đã tìm đến Nhật Bản để thực hiện cái phương pháp này rồi. Hoàng Dung cũng xin bật mí một chút là có thể sang năm thì đây cũng là một dự án mới của Hoàng Dung là hợp tác với Nhật Bản. Qua thêm một chút nữa về phương pháp này, đấy là chúng ta sẽ có những cái phòng lab, phòng thí nghiệm lấy cái tế bào của chúng ta ra và họ sẽ giống như là nuôi cấy và nó quay lại cái thời thủa sơ khai của mình khi còn là một em bé chẳng hạn, cái tế bào của mình nó khỏe mạnh như nào và nó sẽ nuôi cấy, nó truyền ngược lại cơ thể để cho mình tái tạo lại thêm những cái thứ về kháng sinh trong người chẳng hạn hoặc là làm trẻ hóa. Có rất là nhiều cách để làm về tế bào gốc mà giải thích nôm na là như vậy. Và chắc hẳn là quý vị khán giả cũng rất là mong chờ một cái phương pháp mới mà chị Hoàng Dung sẽ giới thiệu trong cuối năm sắp tới. Và việc mà kết hợp các cái liệu trình thành một cái combo là tiết kiệm thời gian này, tiền bạc cho các cái khách hàng của mình thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn và anh cũng có thể chia sẻ nhiều hơn với những cái khách hàng mà mong muốn được làm những liệu trình như thế thì có những lời khuyên như nào ạ? Nếu mà bạn là một người bận rộn như tôi, bạn là một người không kiên trì với công việc làm đẹp thì tất cả những combo này nó vô cùng thích hợp. Bỏ ra vài tiếng nằm thư giãn để có một kết quả thì như mình đã từng làm 6 tháng đúng không ạ? Và kỳ công như thế thì thà thôi một lần nhanh gọn nhẹ và bạn cũng vừa có cái tính kinh tế trong đấy nữa. Bạn không tốn thời gian bởi vì đối với tôi bây giờ thời gian lại là tiền cơ. Đối với Hoàng Dung thì combo thanh xuân này nó là một cái liệu pháp thực sự là rất là nhẹ nhàng, không xâm lấn và thời gian để thực hiện thì cũng rất là nhanh chóng. Chỉ có yêu cầu duy nhất đấy là sẽ phải kiên trì. Cũng không thể nào mà mình đòi hỏi là không cần làm gì mà mình có thể níu giữ được tuổi xuân phải không em? Chính vì thế cho nên là đối với người phụ nữ thì bỏ ra một chút thời gian, có thể là một tuần chỉ là một buổi để đi đến clinic để chăm sóc da, đổi lại thì mình có thể níu kéo được 10 năm tuổi xuân thì đó cũng là một điều xứng đáng.
Chắc chắn là với những chia sẻ của anh chị vừa rồi thì quý vị khán giả khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm, có những lựa chọn cho bản thân mình. Và hy vọng rằng với phiên bản mới của Let's Style Nào Cùng Phong Cách thì sẽ mang đến và cập nhật đến quý vị những xu hướng làm đẹp, những xu hướng thời trang mới nhất, và mong là quý vị sẽ yêu thích chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Hiếu Anh và chị Hoàng Dung. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một địa điểm mà chúng tôi sẽ gợi ý trong phần Let's Go.